Vậy thì mọi người sự kết hợp rất là hoàn hảo nha mọi người. Đây, sự kết hợp giữa chó và mèo. Nghe các bạn. À, thấy trước mắt chưa? Một con chó đực yết, một con chó mực, như là mọi người, một con chó mực cái đang chăm sóc một con mèo mà con mèo con nha. Nghe mình nói chuyện lớn quá nó ngại hay gì, ngại hay gì. Thank you.